Bốn chú cún đang đứng ở cửa hang đợi mẹ về. Dù chúng trắng trẻo mập mạp, nhưng mẹ chúng là một chú chó hoang ăn xin. Ở trên dãy núi cao này, có một chú chó chuyên môn lấy lòng du khách để kiếm ăn. Có rất nhiều người tốt bụng sẽ cho nó đồ ăn. Nó cũng không kén chọn, chỉ cần là đồ ăn là được. Có một người phụ nữ chuyên leo núi nói, nó là chó hoang nhưng rất thân với con người. Chỉ cần vẫy tay là nó sẽ đi đến để cho bạn vuốt ve. Những người hay leo núi đều quen nó. Mọi người rất thích chú chó ngoan ngoãn. Họ đặt cho nó cái tên là Đại Bạch. Không ai biết nó từ đâu đến. Năm nọ nó bất ngờ xuất hiện trên đỉnh núi. Mọi người đoán là nó bị lạc mất chủ. Trên núi không có đồ ăn, nên nó phải sống dựa vào đồ ăn mà những người tốt bụng cho. Nhưng gần đây tình trạng của nó rất xấu. Nó càng ngày càng gầy. Bình thường khi được cho ăn, nó sẽ đi theo mọi người lên đỉnh núi, rất có trách nhiệm. Nhưng gần đây nó luôn lực bất tòng tâm, chỉ đi được nửa đường là quay về. Không ai biết nó đi làm gì. Có người thấy bụng nó to lên, họ đoán nó đang có thai hoặc đã sinh con. Để làm rõ mọi chuyện, chị gái này quyết định đi tìm hiểu, nhưng lại không nhanh bằng nó. Đại Bạch chạy vào khu rừng sâu, rồi biến mất khỏi tầm mắt chị ấy. Khoảng một tiếng sau, nó lại quay lại đường lên núi, rồi nằm ngủ, khiến mọi người rất tò mò nó đã đi đâu và làm gì, tại sao lại mệt mỏi như vậy. Họ gắn máy quay lên cổ nó. Sau một hồi nghỉ ngơi, nó lại chạy xuống núi. Trên đường đi nó vẫn nhiệt tình chào hỏi du khách để họ vuốt ve mình. Đúng là một chú chó ngoan ngoãn lễ phép. Tình nguyện viên quan sát hành động của nó qua máy quay. Nó chạy nhanh vào trong rừng, rồi leo lên đường tuyết. Một lúc sau nó dừng lại ở trước cái hang, rồi kêu vài tiếng. Bốn chú cún con bất ngờ chạy ra. Lông của nó giống hệt Đại Bạch, có lẽ đây là con của nó. Nhân lúc Đại Bạch ra ngoài kiếm ăn, chị gái dẫn tình nguyện viên đến cái hang. Một chú cún con thò đầu ra, xem có phải mẹ về không. Thấy người lạ đến gần, nó liền chui vào trong hang. Bốn chú cún sợ hãi dựa vào nhau, vì chúng chưa từng gặp con người. Chúng cùng cất tiếng sủa, nhìn rất đáng yêu. Chị gái không xông vào, mà chỉ đặt máy quay ở cửa hang. Không lâu sau Đại Bạch trở về. Đám cún chạy về phía mẹ, chúng rất đói bụng, chúng tranh nhau hút sữa. Đại Bạch đứng im một chỗ, đợi đàn con ăn xong. Nó không ở lại, mà vội vàng chạy đi. Nhưng cách một thời gian nó lại quay lại. Sau khi mẹ đi, bốn chú cún đợi ở cửa hang, ngóng chờ mẹ về. Chúng rất nghịch ngợm, chú cún đã phát hiện ra máy quay. Chúng tò mò nhìn ống kính, rồi chạm vào đó, thậm chí còn liếm máy quay, để xem có ăn được không. Cuối cùng chúng làm đổ cả máy quay. Đến tối, cuối cùng Đại Bạch cũng trở về cho chúng ăn. Nhưng chúng càng ngày càng lớn, cần phải cho ăn rất nhiều lần mới no. Đại Bạch mệt mỏi, nó dựa vào vách đá tí thì ngủ gật. Nhưng đến tối nó cũng không ở lại lâu. Ở với con một lúc nó lại rời đi. Gần 2 tiếng sau nó lại chạy về, rồi lại rời đi, và lại chạy về. Mọi người rất khó hiểu. Trên núi buổi tối không có du khách, nó không ở lại nghỉ ngơi, mà lại chạy đi đâu. Họ xem máy quay trên cổ nó và biết được, ngoài việc nuôi đàn con, nó còn thường xuyên loanh quanh ở một căn nhà dưới núi. Lẽ nào đây là nhà của nó? Tình nguyện viên đến hỏi thăm, bà cho ông chủ xem ảnh Đại Bạch. Bà chủ nói mình không phải chủ của nó, nhưng gần đây bà ấy thường nghe thấy tiếng chó con kêu. Sau đó bà ấy đưa mọi người đi tìm ở dưới sàn gỗ. Họ tìm được hai chú cún con ở đó. Lông của nó giống hệt những chú cún trên núi. Có lẽ đây cũng là con của Đại Bạch. Nhưng tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Bác sĩ thú y đoán sau khi sinh 6 đứa con, mỗi ngày nó liên tục chạy đi chạy về, cố gắng chăm sóc đàn con. Nhưng khi đàn con lớn lên, nó không còn đủ sức nữa. Nó biết tự mình không thể nuôi nhiều con như vậy, nên nó nhớ tới những người cho nó ăn. Để đàn con được sống, nó đành phải đưa con đến nhờ con người. Mọi người hãy thả tim để cổ vũ nó nhé. Bà chủ đưa hai chú chó vào nhà, đặt chúng lên tấm thảm và chuẩn bị đồ ăn cho chúng. Bây giờ chúng cũng đã có thể ăn. Chúng đang ăn ngấu nghiến, có vẻ chúng rất đói. Không lâu sau, Đại Bạch lại ngồi trước cửa. Chó con thấy mẹ, liền kêu gọi mẹ. Nhưng Đại Bạch không làm gì cả, chỉ nhìn chúng một lúc rồi rời đi. Thấy mẹ sắp đi, cún con vội vàng cào cửa, kêu lên gọi mẹ. Dù vậy, Đại Bạch vẫn quyết định rời đi và không quay đầu lại. Ánh mắt nó tràn đầy vẻ không nỡ. Là mẹ thì có ai không yêu con mình, nhưng để đứa con không phải theo mình chịu khổ. Dù không nỡ rời xa, nhưng nó vẫn phải cắn răng rời đi. Có lúc rời đi không phải là không yêu, mà là quá yêu. Bà chủ không nhịn được mà chảy nước mắt. Cảnh tượng này khiến mọi người rất cảm động và cảm thán tình mẹ của chúng ta, thứ tình yêu vĩ đại nhất. Mọi người quyết định thu xếp chỗ ở ổn định cho cả nhà Đại Bạch. Họ đưa bốn chú cún ra khỏi hang. Đại Bạch trở về không thấy con đâu, vội vàng đi tìm xung quanh. Tiếng chu của nó rất nghẹn ngào. Đối với nó, đàn con là tất cả. Sau khi thấy đàn con vẫn an toàn, nó mới bình tĩnh trở lại. Nó biết mọi người đang giúp nó và không hại con nó. Nó để mọi người đeo vòng cổ cho, đoàn người dẫn chó mẹ và ôm đàn con xuống núi để đến bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra tổng quát cho chúng, thấy cả 6 chú chó con đều khỏe mạnh. Chó mẹ đã chăm sóc chúng rất tốt, nhưng nó lại suy dinh dưỡng, cơ thể rất yếu ớt và có chút bệnh ngoài da, nhưng chỉ cần điều trị trong thời gian ngắn là khỏe lại. Sau đó tình nguyện viên tìm mái ấm cho từng chú chó.
Đại Bạch bò lên lan can, lộ ra biểu cảm hạnh phúc. Tình mẹ là thứ tình cảm duy nhất trên thế giới không bị giới hạn. Dù người hay động vật, tình mẹ đều bao la, như biển Thái Bình. Các bạn hãy dành một like để ca tụng tình mẹ vĩ đại nhé. Chú chó này đang cào xé lều của chủ nhân. Trời mới tờ mờ sáng, mưa đang trút xuống, người đàn ông đang ngủ say bên trong. Chú chó ở ngoài đang cắn xé lều bạt, người chủ bị đánh thức. Ông ấy vội đi kiểm tra, thấy trời đang mưa to. Ông ấy chợt nhận ra sắp có chuyện sắp xảy ra, nên vội gọi đứa con đang say giấc. Ông ấy đưa con chạy ra ngoài lều. Lúc này bùn đất trên đỉnh núi đổ xuống, cuốn trôi túp lều, khiến rất nhiều người mất nhà cửa. Cảnh tượng sau lũ quét rất hoang tàn, khắp nơi là đống đổ nát. Nếu chú chó không đánh thức chủ, hậu quả khó mà lường được. Mấy ngày sau, nhân viên cứu hộ tìm thấy một chú chó trong nhà. Nó cụp tai lại, nhìn anh ấy với vẻ hiếu kỳ. Anh ấy gọi mãi, nó mới chịu bước ra, rồi lại nằm trên đất, nhìn có vẻ rất buồn bã. Nó chợt nghe thấy tiếng ông chú gọi, rồi vội vã chạy ra, rồi đến làm nũng với ông ấy. Chính là chú cún thông minh, đã cứu sống gia đình họ. Nếu lúc đó nó không liều mạng cào cửa, ông ấy và con trai sẽ bị chôn vùi dưới lớp bùn. Bác sĩ thú y nói khi lũ quét xảy ra, những hạt cát trên bề mặt núi va chạm với nhau, và chú cún có thể nghe thấy âm thanh đó. Chú cún nhận ra nguy hiểm sắp ập đến, nên nhanh chóng đánh thức chủ nhân. Còn việc tại sao bây giờ nó vẫn ở chỗ phế tích, ông chú cảm thấy rất xấu hổ. Hôm đó sau khi đưa con trai đi, họ mới nhận ra chú cún đã biến mất. Họ cứ nghĩ nó không thoát được, nhưng hai ngày sau lại thấy nó ở chỗ ngôi nhà sụp. Nó đang tìm kiếm xung quanh đó, dùng chân đào bùn đất, như đang tìm thứ gì đó. Hóa ra mấy tuần trước khi xảy ra lũ quét, nó vừa sinh ba chú cún, nhưng bất hạnh là con của nó đã bị chôn vùi ở đây. Nó đã cố gắng cứu cả nhà chủ, nhưng lại để mất con mình. Đúng là một chú chó trung thành, nó không thể chấp nhận sự thật này, nên mỗi ngày đều đi tìm kiếm xung quanh. Đống phế tích xung quanh đều là dấu vết đào bới của nó. Dù rất mệt nhọc nhưng nó vẫn không chịu rời đi. Mắt nó ngân ngấn nước, sự mất mát này quá to lớn. Nó không có hứng ăn uống. Ông chú cầm bánh mì nó thích ăn nhất đến, nhưng nó cũng chỉ ăn qua loa, rồi lại vào trong nhà. Ông ấy cảm thấy rất buồn và xấu hổ, bởi vì tình huống lúc đó rất khẩn cấp, không có thời gian cứu cún con. Sau đó họ cũng tìm kiếm, nhưng không tìm được gì. Có lẽ chúng đã bị cuốn đi rồi. Chị gái này muốn nó rời khỏi đây, nhưng nó vẫn không chịu rời đi. Nó cứ nằm không chịu ăn uống, khuôn mặt rất buồn bã. Buổi tối ông chú ôm lấy nó, rồi đưa nó xuống dưới núi. Nhưng nó lại tỏ vẻ rất lo lắng. Vừa được đặt xuống, nó đã vội vã chạy lên núi, quay về ngôi nhà cũ, bởi vì nó không thể quên được con mình. Ít nhất ở đây còn có chút mùi hương của con nó, khiến nó tìm được chút an ủi. Mấy tháng sau, tình nguyện viên lại đến thăm nó, nhưng lại không tìm thấy nó ở ngôi nhà cũ. Lẽ nào nó đã đến nhà mới? Khi anh ấy lật miếng thạch cao lên, thấy nó đang chăm vài chú cún. Hóa ra nó lại làm mẹ, đàn con đang ra sức hút sữa. Chúng vẫn chưa mở mắt, xem ra chúng mới ra đời không lâu. Bây giờ nó đã có con, nhưng tại sao nó vẫn ở đây? Chị gái nói trời càng ngày càng lạnh, chị ấy muốn nó đến nhà mới, nhưng nó không chịu rời đi. Sau đó chị ấy ôm bốn chú cún ra khỏi ổ. Nó thấy con bị đưa đi, vội vàng đứng dậy, bám theo chị ấy. Nó sợ lại mất con một lần nữa. Nó theo chị ấy đến nhà mới. Chị gái đặt chó con vào ổ, nó liền vội vàng chui vào, liếm láp đàn con. Nhưng sau khi chị ấy rời đi, nó lại ngậm một đứa từ trong ổ ra, đi đến cửa, rồi mở cửa ra. Nó lại chạy ra ngoài, trở về ngôi nhà cũ. Sau khi đặt con xuống, nó lại phi về nhà mới, rồi đưa hết con trở về nhà cũ. Chủ nó cảm thấy rất khó hiểu, nên đã đi tìm bác sĩ giúp đỡ. Ông ấy nói nếu cưỡng ép nó đến nơi ở mới, chó mẹ không cảm thấy nơi đó an toàn, nó sẽ quay lại nơi nó cho là an toàn, bởi vì trong lòng nó nhà cũ mới là an toàn nhất. Người chủ tìm chuyên gia đến đánh giá tình hình ngôi nhà cũ. Chuyên gia nói nơi này vẫn rất vững chắc, sẽ khó sụp lần nữa. Từ khi có thiên tai, để đảm bảo an toàn, anh ấy còn gia cố lại vài nơi, bởi vì mùa đông sắp đến, họ sửa sang lại cái ổ một chút. Dù cái ổ không được đẹp lắm, nhưng với chú chó, đây mới là nơi an toàn nhất. Chị gái đặt bốn chú cún lên thảm, chị thấy rất tôn trọng chú chó đã cứu mạng mình. Dù nơi này không phải rất tốt, nhưng chỉ cần nó thích là được. Mong nó và đàn con luôn khỏe mạnh. Chúng ta không thể tưởng tượng được sự trung thành của loài chó. Khi nguy hiểm ập đến, nó lựa chọn cứu chủ không chút do dự, dù phải đánh mất con mình. Đây là điều mà không người mẹ nào chịu được, nhưng nó chấp nhận khi sinh vì chủ. Nên bạn hãy đối xử tốt với chú cún của mình nhé. Có lẽ bạn sẽ không bao giờ biết được bạn quan trọng với chúng như thế nào.